Xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp, ngọc xá lợi, đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp, ngọc xá lợi, đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp, ngọc xá lợi, đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Bây giờ là thời điểm thích hợp để xin thọ trì tam quy và ngũ giới. Xin đạo tràng giữ tâm thanh tịnh cùng con tắc bạch để cung thỉnh ngài. Uka sa mayang phan te quý sung quý sung rakhanatha yati sarane nasahapan chasila niya chama. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Dutiyam pi mayang phan te visung visung rakhanatha yati sarane nasahapan chasila niya chama. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Tatiyam pi mayang phan te visung visung rakhanatha yati sarane nasahapan Panchasila Niya Chama. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng chữ theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Trước tiên chúng con thành kính đảnh lễ ân đức ban ngôi tam bảo Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đại tràng. Thân chào Chánh Ngộ Nhật Bình, Hồng Nhật, Tâm Hạnh, Thanh Trang Thư, Kim Nhung, Metta, Hồng Mai, An Nhiên, Tina, Thi Lam, Chích Duyên và thân chào quý vị. Và giờ đây chúng con xin được phép đại diện ngài Chí Đức cũng như Chư Tôn Đức Tăng để truyền quy giới đến toàn thể đạo tràng của Phật tử. Nam mô Buddhaya. Buddhang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Dhammang saranam gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sẵn khăn sẵn năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin vi y tăng. Đô ti dâm pi put hăng sẵn năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin vi y Phật lần thứ nhì. Đô ti dâm pi thẩm mang sẵn năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin vi y Pháp lần thứ nhì. Đô ti dâm pi sẵn khăn sẵn năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin vị tăng lần thứ nhì. Ta ti dâm pi put hằng sa ga năng ga cha mi, con đem mất lòng thành kính xin vị Phật lần thứ ba. Ta ti dâm pi thẩm mang sa ga năng ga cha mi, con đem mất lòng thành kính xin vị Pháp lần thứ ba. Ta ti dâm pi sang khang sa ga năng ga cha mi, con đem mất lòng thành kính xin vị tăng lần thứ ba. Bhutang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sanghang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Dutiyampi bhutang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Tutiyam pi thammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Tutiyam pi sanghang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tatiyam pi bhutang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Tatiyam pi thammang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba.
Tatiyampi sang khang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Thế sarana kahanam parapunnam phép vi tam bảo tròn đủ cho các bấy nhiêu. A ma phan tê, dạ xin vâng. Pa na te pa ta ve ra ma ni sik ha ba đang sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự sát sanh. Adinna dana veramani sikhabadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự chậm cấp. Kame somechachara veramani sikhabadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự tà hạnh. Musawada veramani sikhabadang samadhiyami. Adiyami, con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự nói dối. Cho ra mê ra ya ma cha pa ma da tha na ve ra ma ni si kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là quy chánh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Panatipata Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumicha Chara Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame rayama chapama dathana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Ima ne pancha sikha bada ne satu kang katoa apamade na ne chakalang samarakitapang. Chư thiền tinh sau khi đã thọ trì tam vi và ngũ giới nơi tam bảo các vẫn giữ hành theo được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. A ma phan tê, dạ xin vâng. Sĩ lê na chu ca tên danh ti các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Sĩ lê na phô ca sâm pa đa các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Sĩ lê na ni phô tên danh ti các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Asma si lăng vi sô ta dê bởi ca cơ ấy nên chư quý vị đã thọ trì giới lực cho được trong sạch đừng để lâm nhờ. Sa thú sa thú lành thay, và con xin sám hối trước tam bảo. Uttamang ghe na wan đề hàng pa đa pang sung warutamang. Bute yo khalito do so buto khamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan đề hàng tham man cha du vi thang varang. Tam me yo khalito do so tam mo khamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan đề hàng sang khang cha du vi tho tamang.
sang ghe yo khalito do so sang ho khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Nhờ chúng con kính cung thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Bhavatu sapa mangalanga kantu sampa devata sapa puatha nupa ve na sada sati pavantu te bhavatu sapa mangalang rakantu sampa devata sapa dhamma nupa ve na sada sati pavantu te bhavatu sapa mangalang rakantu sampa devata sapa sangha nu pa ve na sa da so ti pa van tu te tất cả phước bao hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người gia do nhờ oai đức của chư Phật ca do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức của chư tăng các sự an là thường thường đến người Siddhya chanagata siddhamato 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 idam phalang etasmin ratanatayasmin sambasadana chetaso cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tố mỹ mãn cho được thành tố mỹ mãn cho được thành tố mỹ mãn. Sa thu lành thay, con xin hồi hướng công đức. Yang kin chikusala kam mang kata bang kiri yang mama kaya na waja manasa tidase sugatang katang ye sata sanino ati ye jasata asanino katang punya palang mai hang sa pe pha ghi pha won tu te ye tang katang su vi di tang din nang punya palang mai ya ye cha ta thana cha nan ti de wa gan tua ni we da yung sa pe lo kam hi ye sa ta chi wan ta ha ra he tu ka manun yang pho chan nang sap be la phan tu ma ma che ta sa ti. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đã được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy ý. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi, hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thực, xin hãy thỏa thích phần phước vật thực do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Y đằng nô nhà ti năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta vô. Y đằng hoa tâm mê pu nhàng a sa hoa kha vô hoa hàng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm. Dạ, con xin đọc bài Rải Tâm Bác Ái. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe puratima yadisa yasata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhina ya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam,
đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhinaya anudisaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh hướng Tây Nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachimaya anudisaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya anudisaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông Bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được yên vui. Sabbe uparimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu nidukha hontu abhyapaccha hontu anekha hontu dekha yukha hontu aroga hontu sampatti samicchantu sukhi atanang pariharantu dukha patta janit dukha phaya patta janit phaya soka patta janit soka hontu sabbe vipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt thầy dạ. Con đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay, với những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái tam bảo, và xin thọ trì quy giới, xin hồi hướng đến chư thiền ngụ quanh ngôi nhà của chúng con, và xin chia phần phước này đến với đạo tràng đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt thầy á, nam mô Tham mài á, nam mô Sang khai á. Và bây giờ là 4:28 sáng giờ Việt Nam, không biết sư đã rảnh tay có mặt trước máy hay chưa. Nếu có thì xin cho con tín hiệu, con nhường mic lại cho sư để bắt đầu chương trình sáng nay. Nam mô Bụt thầy giá, con xin xuống mic. Nam mô Bụt thầy giá, nam mô Tham mài giá, nam mô Sang khai giá. Kính lễ Đức Phật ca. Xin chào quý cô tu nữ, xin chào chư thiên nam thiên nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 421, và còn hai câu nữa là chúng ta kết thúc những câu Phật ngôn suốt một năm qua chúng ta đã học. Và trước khi triển khai câu Phật ngôn 421 này, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo. Buddho Mahesi Arahant Tathagato Lo Kutamo Sapagaro Hichet Thakko Lo Kasasatha Chanadam Makko Vido Vanda Mahantam Narapu Chanayakam.
Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói căng, tối thượng giáo chủ khi năng vô lượng, tư đế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương thoát trần. Con xin lãnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bát đi bồ yết ta sa sa tu nô lô ca nam mạnh tha sa vi na kha rô cô sáp anh nhu bút tháp bát đi phù thi sanh nhã tu văn đà ma hành tăng ra gấp cù cha này giác cần pháp bảo với như anh vạn như là suy sáng vẹt màng vô minh phá tan lầm lạc chúng sinh đầy dân Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang khô quý số thô số gá tá sát xà quá cô sách khà số cà mô quá rá thầm má sách khá cô nình đà má sang xà đi á nà đá rô quá rô quan đà má hành tầng đá rá phù. Cha này giác cần tăng bảo sinh văn Phật đà tâm học không rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa đế pháp phàm nhân ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Phan tăng hát tây tây chê na sê kha mê e tu wa tha năng ta sa bi hà nu pa we na sa hát sa ye na sê chặt tu cầu xin tam bảo uy linh cho con tấm hóa thông minh học hành, mong nhờ đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Gia. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 421. Câu Phật ngôn này chúng ta triển khai tóm tắt. Thời gian còn lại là quý vị có thể xung phong để nói lên những cái điều tâm đắc mà quý vị đã học về kinh pháp cú này. Tức là chúng tôi để cho quý vị nửa tiếng đồng hồ để trình bày câu Phật ngôn mà mình tâm đắc đã rút ra để sinh hoạt cho chính bản thân của mình trong cuộc sống. Thì quý vị hãy chuẩn bị tinh thần ha. Hôm nay thì tự nguyện, nhưng mà quý vị hãy chọn cho chính bản thân mình một câu Phật ngôn nào đó mà cảm thấy rằng mình ưng ý, và đó chính là kim chỉ nam trong cuộc sống của quý vị. Quý vị nhất trí không? Alo. Với những câu Phật ngôn này Đức Phật lặp đi lặp lại để cho những cái vị nào hữu duyên và nghe được và thấy được thực tánh của pháp, thấy được do cái công năng tu tập của mình, do cái phước của Ba La Mật, cái phước của quá khứ, để rồi Đức Phật ngài triển khai và thích nghi với đối tượng đó. Còn chúng ta là những người vô duyên cho nên học chỉ biết học mà thôi. Chúng ta chính là những con nòng nọc mà còn cái đuôi, cho nên chúng ta không thấy được hoa lá cành, không thấy được những cái gió thổi mây bay chim hót vườn keo mà chúng ta chỉ thấy trong bụng sình mà thôi. Vậy thì trong bụng sình này chúng ta còn cái đuôi, chúng ta chưa có nhảy lên khỏi cái bụng sình đó. Và trong cái sự va chạm của cái vùng sình đó chúng ta hãy nói lên những cái điều trăn trở mà thực tế trong cuộc sống của chúng ta đang gặp. Quý vị hoan hỷ ha. Hãy chuẩn bị tinh thần và quý vị tự nguyện. Nếu mà quý vị triển khai thì chúng tôi sẽ nhường cho quý vị nửa tiếng đồng hồ để quý vị nói lên cái tâm đắc. Có được học là may lắm rồi ha. Có được học là may lắm rồi.
Thì trước khi chúng ta chấm dứt về pháp vô kinh còn có hai câu nữa thôi, thì bây giờ chúng ta trắc nghiệm lại trong cái học của chúng ta, chúng ta thích câu Phật ngôn nào từ câu số 1 cho tới 423 câu, chúng ta thích câu nào, chúng ta khoái câu nào, chúng ta đã áp dụng câu nào trong cuộc sống và cảm thấy rằng hạnh phúc, cảm thấy rằng an lạc, thì cái niềm hạnh phúc, sự an lạc đó sẽ được lan tỏa trong đạo tràng của chúng ta. Mình vui, mình chia sẻ niềm vui với người ta để coi người ta có cùng đồng cảm với mình hay không. Đó là cái điều chúng ta san sẻ, chúng ta trao đổi, chúng ta học hỏi lẫn nhau. Và cái điều mình thích như vậy, bà con có thích hay không? Tức là mỗi người có một cái ý thích riêng. Cá tính của con người không giống nhau. Người có tính tham, tính sân, tính si, tính tầm, tính giác và tính tưởng. Sau cái cá tính này, chúng ta không ai giống ai. Bởi vì mỗi người có một biệt nghiệp. Vậy thì khi mà chúng ta chia sẻ mà được một số đông đồng cảm, thích nghi, thì đó là một điều hạnh phúc. Còn chúng ta chia sẻ mà nghe không giống ai thì biết rằng cái cá tính của chúng ta chưa có thích nghi. Chúng ta thích cái này nhưng người ta không thích cái kia. Bởi vậy cho nên đạo Phật của chúng ta tại sao có chữ thích? Đệ tử của Đức Phật là có chữ thích. Nhiều khi thích đủ thứ luôn. Cho nên chúng ta phải có những cái thích tương đồng. Mà thích tương đồng ở đây tức là thích về thiền pháp, chứ đừng có thích về ác pháp. Rồi, học sớm rồi thực hành sao ha. Bây giờ chúng ta nhìn vào câu Phật ngôn này 421. Yassapure chabatha cha, yassapure chabatha cha, yassapure chabatha cha. Câu số 2. Macche chanathi kinchek nang, macche na chanathi thi kinh chát năng, mắt chê chát nát thi kinh chát năng. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này. Asapure chapatha chát mắt chê chát nát thi kinh chát năng, yasapure chapatha chát nát mắt chê chát nát thi kinh chát năng, yasapure chapatha chát mắt chê chát nát thi kinh chát năng. Câu số 3. Ác kinh chát năng ác na đà năng, ác kinh chát năng ác na đà năng, ác kinh chát năng ác na đà năng, tâm á hằng phù mỹ phẩm mắt năng. Để đặt một đó này nè. Nó quậy quá, lột rạc lột rạc quá. Úi cũng buồn nhé, nhưng mà bản tính của nó vậy thôi. Rồi học đi, chó kẻ chó, nó quậy kẻ nó ra rồi, hết quậy rồi. Bây giờ đọc lại ha. Yassapure chabaccha chamacche chanathi kinh chanang akinh chanang anadanang tamahang pru mikram manang.
yasa pure cha bacha cha macche cha nati kinh cha năng a kinh cha năng a na đa năng tam hằng phù mi phẩm ma năng yasa pure cha bacha cha macche cha nati kinh cha năng a kinh cha năng a na đa năng tam hằng phù mi phẩm ma năng. Một cách đọc khác mà chúng ta cảm thấy nó nhẹ hơn là đọc một hơi. Yasapure chabacha chamache chanati kinh chanang akin chanang anada nang tamahang pru mi phram manang. Yasapure chabacha chamache chanati kinh chanang akin chanang anada nang tamahang pru mi phram manang. Yasapure cha bacha cha macche cha nati kinh cha năng akin cha năng anada năng tamahang pru mi phram ma năng. Như vậy trong trường âm và đoạn âm giọng kinh thì chúng ta có hai cách đọc ha. Quý vị có thể dừng lại akin cha năng cu tô số hai, đó là một cách đọc tương đối dễ nhất. Nhưng mà phải đọc một hơi hai câu, đừng có dừng lại bát cha cha mà bát cha cha mát chè cha nát thi kinh cha năng. Và cách đọc thứ hai, nếu hơi của quý vị dài thì quý vị đọc thẳng một hơi luôn ha. Rồi bây giờ giọng kinh thì chúng ta có hai cách đọc, qua giọng kệ thì chúng ta chỉ có một cách đọc. Nhưng mà quý vị phải đọc liền hai câu ha. Một câu tám từ thì cái lối kệ tương đối dễ. Quý vị cố gắng. Dạ sa bu re cha ba cha cha mạch chê cha nát thì kinh cha năng a kinh cha năng a na đa năng ta ma hăng pru mi pram ma năng. Ya sa pu re cha ba cha cha man che cha na thi kinh cha năng a kinh cha năng a na đa năng ta ma hăng pru mi pram ma năng. Yasapure cha bacha cha man che cha nat thi kinh cha năng a kinh cha năng a na đa ta ma hăng pru mi pram ma năng. Ai quá hiện vị lai không một sở hữu gì, không sở hữu không nắm, ta gọi bà la môn. Rồi hôm nay sao đưa ta nhiều vậy, xích mê ta xích kim xích hà xích kim nhung xích hồng mai, còn những người chuẩn bị đưa ta tiếp. Rồi mời xích mê ta. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu nghe được âm thanh rõ. Dạ, con kính cảm ơn quý vị trong đạo tràng đã nhường cho con ngày nào cũng đọc trước. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang cùng quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú 421. Yat sa bu re cha bách cha cha mách chê cha nát thi kinh cha năng a kinh cha năng a na đa năng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yat trường âm nhấn, sa bu là hai đoạn âm, rê trường âm thông thường, chá đoạn âm, bách
trường âm nhánh, cha trường âm thông thường, chá đoạn âm, mắt trường âm nhánh, chê trường âm thông thường, chá đoạn âm, nát trường âm nhánh, thí đoạn âm, kinh trường âm nhánh, chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giác xá bu rê cha bách cha cha mắt chê cha nát thí kinh cha năng. Con phân tích câu 3 và câu 4. Á đoạn âm, kinh trường âm nhấn, chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á đoạn âm, na, đa, hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá. Nguyên âm. A kinh cha năng a na đa năng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Con đọc lại hết bài. Yat sa bu re cha bách cha cha mắt chê cha nát thi kinh cha năng a kinh cha năng a na đa năng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Yat sa bu re cha bách cha cha mắt chê cha nát thi kinh cha năng a kinh cha năng a na đa năng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Ai quá hiện vị lai không một sở hữu gì, không sở hữu không nắm, ta gọi bà la môn. Và đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Và con xin kể. A kinh cha năng a na đa năng ta mang pru mi pram ma năng. Và con đã đọc xong và kể xong. Có chỗ nào sai sót thì xin ngài cùng với đạo tràng chỉnh sửa. Và con kính mời vị kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Quý vị nghe rõ ha. Đường truyền của cô Meta đó bữa nay nó bị cắt, nghe nó đứt khoảng. Chắc bên đó cái wifi nó không tốt ha. Tôi nghe giống như vậy đó. Thì không biết mấy quý vị nghe làm sao. Nhưng mà quý vị nghe âm thanh của tôi ok ha. Con xin trả bài Kinh Pháp Cú câu 421, còn 422 và 423 là dứt điểm 4, là nguyên Kinh Pháp Cú, rồi trở lại học lại từ đầu phóng sư. Con vô, lúc đó con vô cách đây 2 năm, con không có học từ đầu á, vậy con sẽ học lại từ đầu ha. Vậy con đủ 423 câu, nhưng mà có khi sư con nhớ cái năm 2000, không, năm 2019 sư có đi cái lễ gì đó, sư không có dạy 4-5 câu lận. Nhưng chắc bây giờ sư không biết năm nay có bị vậy không nữa ha. Vậy còn học 423 câu. Ai chà thiệt tình. Mỗi nhọn nữa. Mời cô Kim đọc. Dạ, bây giờ đọc nè. Từ từ thôi, gần hết rồi. Một hồi sư trò cho nửa tiếng đó, quý vị lên nói nghe, nói hết nha. Chết chắc rồi đó. Dạ con xin trả bài Kinh Pháp Cú 421. Con đọc nghe thôi. Dạ sa phu rê cha bách cha cha mắp chè cha nát thi kinh cha nặng a kinh cha nặng a na đà nặng ta ma hằng rô ni râm ma nặng. Dạ sa phu rê cha bách cha cha mắp chè cha nát thi kình cha nặng a kình cha nặng a na đà nặng ta ma hằng ru ni râm ma nặng. Phân tích câu 1, câu 2. Yas trường âm nhắn, xá bú hai đoạn âm, rê trường âm thông thường, chá đoạn âm, bách trường âm nhắn, cha trường âm thông thường, chá đoạn âm. Câu số 2, mắp trường âm nhắn,
chê chừng âm thông thường, chá đoạn âm, nát chừng âm nhắn, thí đoạn âm, kinh chừng âm nhắn, chá đoạn âm, năng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Giá su rề, cha bách trà, cha mắp chè, cha nát thi kình, cha nặng a kình, cha nặng a nà đà nặng, ta ma hằng rù ni rầm ma nặng. Á đoạn âm, kinh chừng âm nhắn, chá đoạn âm, năng chừng âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn âm. Na đa hai trường âm thông thường, năng trực, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 4, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru trường âm thông thường, mí đoạn âm, brom trường âm nhắn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. A kình cha nặng a nà đà nặng ta ma hằng gồ mi rầm ma nặng giá sa pu rề cha bách chà cha mắp chè cha nát thi kình cha nặng a kình cha nặng a nà đà nặng ta ma hằng gồ mi rầm ma nặng giá sa pu rề cha bách chà cha mắp chè cha nát thi kình cha nặng a kình cha nặng a nà đà nặng ta ma hằng gồ mi rầm ma nặng giá sa bu rề cha bách chà cha mắp chè cha nát thi kình cha nặng a kình cha nặng a nà đà nặng ta ma hằng rù ni rầm ma nặng giá sa bu rề cha bách chà cha mắp chè cha nát thi kình cha nặng a kình cha nặng a nà đà nặng ta ma hằng rù ni rầm ma nặng giá sa pu rê cha phật cha mập chê cha nặng thi kinh cha nặng a kinh cha nặng a na đa nặng ta ma hằng rô mi râm ma nặng ai quá hiện vị lai không một sở hữu gì không sở hữu không nắm ta gọi bà la môn. Đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Gì đây cha, sư cho ba cái bông hoa hướng dương đầu tiên hết, chắc không có chết chắc đổi sư ha, chúng hết trơn trọi hay sư ha, không có gì vậy là rắc rối cuộc đời hay sư ha. Dạ con cảm ơn sư đã nghe và cho con điểm ha, ba cái bông này là chắc tốt rồi đó, không có bị trục chắc gì hết rồi. Cảm ơn quý vị cho bông qua ha, bữa nay không có ai vỗ tay gì hết. Dạ cảm ơn, dạ mời quý vị kế tiếp, hình như là cô Hà phải không? Dạ xin mời quý vị kế tiếp nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầya, Nam Mô Thầm Maya, Nam Mô Sang Thầya. Dạ, con kính ảnh lễ Trí Đức, Sư Pháp Tràng và con kính ảnh lễ cầu tu nữ. Con kính chào Đạo Tràng, con xin trả bài. Yassa Bure Cha Bách Trà Cha Mắt Trề Cha Nát Thi Kình Cha Nằng A Kình Cha Nằng A Đà Nà Đằng Ta Ma Hằng Bù Mi Brahm Ma Nằng Yassa bu rê cha mắt chà cha mắt chê cha nát thi kình cha nằng a kình cha nằng a đà a nà đà nằng ta ma hằng bù mi bầm ma nằng Yass trường âm nhấn xá bú là hai đoạn âm, rê trường âm thông thường, chá đoạn âm, bách trường âm nhấn, cha trường âm thông thường, chá đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, chá đoạn âm, nát trường âm nhấn, thí đoạn âm, kinh trường âm nhấn, chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yassa pu rê cha mắt trà cha mắt chề cha nát thi kình cha nằng á đoạn âm, kinh trường âm nhấn, chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á đoạn âm, na trường âm thông, na đa hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, brum trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A kình cha nằng, a nà đà nằng, ta ma hằng ru mi brum ma nằng. Yassa bu rê cha mắt chà cha mắt
chê cha nát thi kinh cha nằm a kinh cha nằm a na đà nằm ta ma hằng bù mi bầm ma nằm. Ai quá hiện vị lai không một sở hữu gì, không sở hữu không nắm, ta gọi Bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, con xin kể. Yassa bure cha mat cha cha mat che cha nat thi kinh cha nam a kinh cha nam a na da nam ta ma hang bu mi pam ma nam. Dạ, con có sai xin đạo tràng chỉnh sửa và ngài chỉnh sửa, con xin cha mít cho chị Nhung. Alo, alo ạ. Dạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc câu Phật ngôn 421 ạ. Thì con kéo xuống. Yassabure cha bách trà cha mách chề cha na thi kình cha nằng a kình cha nằng a na đà nằng ta ma hằng pro mi pram ma nằng. Yassabure cha bách trà cha mách chề cha na thi kình cha nằng a kình cha nằng a na đà nằng ta ma hằng pro mi pram ma nằng. Ai quá hiện vị lai không một sở hữu gì, không sở hữu không nắm, ta gọi Bà La Môn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Yes là trường âm nhấn, xá, bú là hai đoạn âm, re là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, bách là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, mách là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, kinh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yassabure cha bách trà cha mách trề cha nát thi kình cha nằng. Á là đoạn âm, kinh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Là đoạn na, đa là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá, má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yassabure cha bách trà cha mách chề cha nát thi kình cha nằng a kình cha nằng a nà đà nằng ta ma hằng pro mi pram ma nằng. Con xin kể ạ. Yassabure cha bách cha cha mách chề cha nát thi kình cha nằng a kình cha nằng a nà đà nằng ta ma hằng pro mi pram ma nằng. Yassabure cha bách cha cha mách chề cha na thi kinh cha năng a kinh cha năng a na đa năng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Ai quá hiện vị lai không một sở hữu gì, không sở hữu không nắm, ta gọi Bà La Môn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong, con kính tri ân sư. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, xin mời Hồng Mai. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính chào và quý anh chị em trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn các bạn đã cho tín hiệu nghe âm thanh rõ ạ. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 421. Giá sắp của về cha tất chà cha mắt chề cha nát thi kình cha nàng a kình cha nàng a nà đà nàng ta ma hằng phù mi phàm ma nàng. Giá sắp phu hề cha tắt chà cha mắt chề cha nát thi kình cha nàng a kình cha nàng a nà đà nàng ta ma hằng phù mi phàm ma nàng.
Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Giá sa bu rê cha tách trà cha mách trề cha nát thi kiền cha nàng. Giá là trường âm nhấn, xá phú là hai đoạn âm, rê là trường âm thông thường, chá đoạn âm, tách trường âm nhấn, cha trường âm thông thường, chá đoạn âm, mách trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, chá đoạn âm, nát trường âm nhấn, thí đoạn âm, kinh trường âm nhấn, chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Giá sắp vô rề chá bách chà chá mách chê chá nát thí kinh chá năng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Á kinh chá năng á nà đà năng tá ma hằng phù mi phòm má năng. Á là đoạn âm, kinh là trường âm nhấn, chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á đoạn âm, na đa hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vô trường âm thông thường, mí đoạn âm, brum trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á kinh cha năng á nà đà năng tá má hằng phù mí phòm má năng. Dạ con xin đọc lại câu 421. Giá sắp lúc rời chá bách chà chá mách chê chá nát thi kinh chá năng á kinh chá năng á nà đà năng tá má hằng phù mí phòm má năng. Dạ con xin đọc trễ ạ. Ya sapuê cha tân cha cha mặt chê cha nát thi kinh cha năng. A kinh cha năng a na đa năng ta ma hăng phu mi phâm ma năng. Ya sapuê cha tân cha cha mặt chê cha nát thi kinh cha năng. A kinh cha năng a na đa năng tama hằng phu mi phẩm ma năng. Ai quá hiện vị lai không một sở hữu gì, không sở hữu không nắm, ta gọi bà la môn. Đây là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc và phân xong, có gì sai nhờ sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm con ạ. Dạ con xin xuống mic xin nhường cho vị kế tiếp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh chỉ lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 421. Yat sapure cha bách cha cha mách chê cha nát thi kinh cha năng. A kinh cha năng a na đa năng ta ma hằng trù mi rằm ma năng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Giác, trường âm nhấn, xá, ú, hai đoạn âm, rê, trường âm thông thường, chá, đoạn âm, tách, trường âm nhấn, cha, trường âm thông thường, chá, đoạn âm, mách, trường âm nhấn, chê, trường âm thông thường, chá, đoạn âm, nát, trường âm nhấn, thí, đoạn âm, kinh, trường âm nhấn, chá, đoạn âm, năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yat sapure cha bách cha cha mách chê cha nát thi kinh cha năng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Á, đoạn âm, kinh, trường âm nhấn, chá, đoạn âm, năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á, a, đa, hai trường âm thông thường, năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Pru trường âm thông thường, mí đoạn âm, rằm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A kinh cha năng a na đa năng ta ma hằng pru mí rằm má năng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 421. Yat sapure cha bách cha cha mách chê cha nát thi kinh cha năng. A kinh cha năng a na đa năng ta ma hằng pru mi rằm ma năng. Yat sapure cha bách cha cha mách chê cha nát thi kinh cha năng.
A kinh cha năng A na đa năng ta ma hăng ru mi râm ma năng. Ai quá hiện vị lai, không một sở hữu gì, không sở hữu, không nắm, ta gọi Bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Nhất Thích Minh Châu. Con đã đọc và phân tích xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Chi Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang và kính lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào toàn thể quý đạo hữu. Dạ, sau đây con xin đọc bài Kinh Pháp Cú 421. Yassa Bure Chabaccha Chamacche Chanathi Kinh Chanang Akin Chanang Anada Nang Tamahang Ru Miram Manang. Yassa Bure Chabaccha Chamacche Chanathi Kinh Chanang Akin A kình cha nằng a đà an a na đà nằng ta ma hằng rù mi rầm ma nằng. Dạ con xin đọc câu số 1 và câu số 2 phân tích ạ. Yát sa bu rề cha bát trà cha mát trề cha nát thí kình cha nằng. Yát sa bu rề cha bát trà cha nát cha mát trề cha nát thí kình cha nằng. Dạ, yes là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, phú là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, bách là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm. Kinh là trường âm nhấn, chả là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ác kinh chá năng, á nà đà năng, tá má hằng, rù mi rầm má năng. Ác kinh chá năng, á nà đà năng, tá má hằng, rù mi rầm má năng. Dạ á là đoạn âm, kinh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á là đoạn âm, na đa là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc hết nguyên câu ạ. Yát xá bú rề chá bách chà chá mách chề chá nát thí kình cha nằng ác kình chằng a nà đà nằng ta ma hằng rù mi rầm ma nằng. Yát xá bú rề cha bách chà cha mát chề cha nát thi kình cha nằng ác kình cha nằng a nà đà nà đà nằng ta ma hằng rù mi rầm ma nằng. Ai quả hiện vị lai, không một sở hữu gì, không sở hữu, không nắm, ta gọi Bà La Môn. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kể. Dạ, sa bu rê cha bát cha cha mát chê cha na thi kinh cha năng kinh cha năng a na đa năng ta mang ru mi râm ma năng. Dạ con đã đọc xong, dạ con kính xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa giúp giùm cho con ạ. Dạ con kính cảm ơn Ngài đã bót bài và con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang và quý cô tu nữ và đạo tràng. Con xin phép được đọc bài kệ 421. Yassapure chapat cha chapat cha chapat che chanat
kim chát năng a kim chát năng a na đà năng tam hằng gồm mi brahma năng. Con xin phân tích 1 và 2. Yes, trường âm nhấn xá đặc phú hai đoạn âm re trường âm thông thường, chá đoạn âm bát trường âm nhấn, cha trường âm thông thường, chá đoạn âm bát trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, chá đoạn âm nát trường âm nhấn, thí đoạn âm kim trường âm nhấn, chá đoạn âm năng trường âm đọc theo dạng nguyên âm. Yát sát hù rè chát bát trà chát mát trè chát nát thí kim chát năng. Câu 3 và 4. Ác kim chát năng át đà nà năng tá ma hằng bùm mít râm má năng. Đoạn âm kim trường âm chá đoạn âm năng trường âm đọc theo dạng nguyên âm. Á đoạn âm na đa hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo dạng nguyên trường âm đọc theo dạng nguyên âm. Tá má hai đoạn âm hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A kim cha năng a na đà năng tá ma hằng bùm mí râm má năng. Yát sáp phù rề chát bát trà chát mát chề chát nát thiết kim cha năng a kim cha năng a đà na năng ta ma hằng gồm mi phạm ma năng. Ai quá hiển vị lai không một sở hữu gì, không sở hữu không nắm, ta gọi bà la môn hòa thượng Thích Minh Châu. Nhà con xin được kể. Ya sa bu re cha man cha cha man che cha nan thi kim cha năng. A kim cha năng a na đa năng ta ma hang bu mi bam ma năng. Dạ, con kính tri ân ngài và đạo tràng. Con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con, và con kính mời vị kế tiếp. Dạ, con xin cảm ơn. Dạ, con xin đánh lễ ngài Chí Đức, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 221. Yát sát bu rề cha bát trà cha mát chề cha nát thi kình cha năng. A kình cha năng a na đà năng ta ma hằng pru mi pram ma năng. Yát sát bu rề cha bát trà cha mát chề cha nát thi kìm cha năng. Yas là trường âm nhấn, xá bú là hai đoạn âm, rê trường âm thông thường, chá đoạn âm, bách trường âm nhấn, cha trường âm thông thường, chá đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, chá đoạn âm, nát trường âm nhấn, thí đoạn âm, kinh trường âm nhấn, chá đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yát sa bu rề cha bát cha cha mát chì cha nát thi kình cha năng. A kình cha năng a na đà năng ta ma hằng pru mi phạm ma năng. Á đoạn âm kinh trường âm nhấn, chá đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á đoạn âm na đa hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má hai đoạn âm hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ru trường âm thông thường, mí đoạn âm răng trường âm nhấn, má đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á kinh cha năng a na đa năng ta ma hằng pru mi phạm ma năng. Yát sa bu rề cha bát cha cha mát chề cha nát thi kình cha năng a kình cha năng a na đà năng ta ma hằng pru ma năng. Yát sa bu rề cha bát cha cha mát chề cha nát thi kình cha năng a kình cha năng a na đà năng ta ma hằng pru mi pram ma năng.
Yasapure chapacha chamache chanati kin chanang akin chanang anada nang tamahang prumi pramanang. Yasapure chapacha chamache chanati kin chanang akin chanang anada nang tamahang prumi pramanang. Ai quá hiện vị lai không một sở hữu gì, không sở hữu không nắm, ta gọi Bà La Môn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, xin xuống mic. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính đảnh lễ các cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh pháp cú 421 ạ. Yassapu re cha bát cha cha mát che cha na thi kình cha nàng a kình cha nàng a na đà nàng tam hằng bồ mi brahm ma nàng. Yassapu re cha bát cha cha mát chê cha na thi kình cha nàng a kình cha nàng a na đà nàng tam hằng rô mi brahm ma nàng. Dạ con xin phân tích câu 1, câu 2. Ya cha bô rê cha bách cha cha mắt chê cha na thi kình cha nàng. Jas là trường âm nhấn, xá bú là hai đoạn âm, rê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, bách là trường âm nhấn, cha là trường âm độc, cha là trường âm thông thường, chá là đoạn âm. Mắt là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm. Nát, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm. Kinh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm. Năng là trường âm đọc theo dõi nguyên âm. Á là đoạn âm, kinh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm. Năng là trường âm đọc theo dõi nguyên âm. Á là đoạn âm. Na đa là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo dõi nguyên âm. Tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bro là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, bram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc lại cả bài. Yasapu re cha bách cha cha mắt chê cha nát thi kình cha nàng a kình cha nàng a na đà nàng ta ma hằng bro mi bram ma nàng. Ai quá hiện vị lai không một sở hữu gì, không sở hữu không nắm, ta gọi Bà La Môn, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin kể. Yasapure cha bạch cha cha ma che na cha nát thi kinh cha nang a kinh cha nang a na đa nang ta ma hang ru mi brahm ma nang. Yasapure cha bạch cha cha ma che cha nát thi kinh cha nang a kinh cha nang a na đa nang ta ma hang ru mi brahm ma nang. Dạ con đã đọc xong, con có sai con xin ngài và quý đạo hữu sửa cho con xin xuống mic, xin mời bạn An Trần. Chết rồi, làm sao con không xuống được mic đây? Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ phúc hạnh. Con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc kinh pháp cú số 421. Yassapure chapaccha chamacche chanat thi kinh cha nàng a kinh cha nàng a na đà nàng ta ma hằng ru mi rầm ma nàng. Yassapure chapaccha chamacche chanat thi kình cha nàng a kình cha nàng a na đà nàng ta ma hằng ru mi rầm ma nàng.
Con xin phân tích câu 1, câu 2. Yassapure chapaccha chamacche chanachi kinh chanang. Yas là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, phú là đoạn âm, re là trường âm thông thường, cha là đoạn âm, pach là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, cha là đoạn âm, mach là trường âm nhấn, che là trường âm thông thường, cha là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, thi là đoạn âm, kinh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, năng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc câu 1, câu 2 và phân tích câu 3, câu 4. Yassapure chamaccha chapach. Yassapure chapaccha chamacche chanatthi kinchanang. Akinchanang anadanang tamahang rumiramanang. Á là đoạn âm, kinh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, na đa là hai trường âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm nhấn, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại. Yassapure chapaccha chamacche chanatthi kinchanang akinchanang anadanang tamahang rumiramanang. Ai quá hiện vị lai, không một sở hữu gì, không sở hữu không nắm, ta gọi Bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con kính tri ân Sư Trí Đức và con kính tri ân Đạo Tràng. Con xin mời Đạo Hữu Quang Thanh. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con xin kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, kính đảnh lễ Thượng Tọa Sư Thanh Tâm, và con kính đảnh lễ Cô Tu Nữ Phúc Hạnh, và con xin kính chào Đạo Tràng và kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Trăng hiện diện trong Đạo Tràng. Con xin trả bài câu pháp cú 421. Giát sa bu dề cha bách cha cha mách chê cha nát thì kinh cha năng a kinh cha năng a na đa năng ta ma hằng rù mi ram ma năng giác sa bu đề cha bách cha cha mách chê cha nát thì kinh cha năng a kinh cha năng a na đa năng ta ma hằng rù mi ram ma năng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Zat sa bu re cha bách cha cha mách chê cha nát thì kinh cha năng. Zat là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, bú là trường âm là đoạn âm, dê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, bách là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, mách là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, kinh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 3 và câu số 4. A kinh cha năng a đa đa a na đa năng ta ma hằng ru mi ram ma năng. Á là đoạn âm, kinh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A á
là đoạn âm, na đa là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí đoạn âm, răm là trường âm nhấn, má đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con đọc lại toàn bài. Jat sa bu re cha bách cha cha mách chê cha nát thì năng kinh cha năng a kinh cha năng a đà đà a na đà năng ta ma hằng ru mi ram ma năng Jat sa bu re cha bách cha cha mách chê cha nát thì kinh cha năng a kinh cha năng a na đà năng ta ma hằng ru mi ram ma năng. Ai quá hiện vị lai, không một sở hữu gì, không sở hữu không nắm, ta gọi bà la môn. Dạ con xin kệ. Jat sa bu je cha bách cha cha mạnh cha cha nát thì kinh cha năng a kinh cha năng Anadanang tamahang rumi ramanang san sabuse jabaja ja manche janati kinjanang akinjanang anadanang tamahang ru miramanang. Dạ con đã đọc xong và phân tích kệ và con xin xuống mic. Con có sai thì mong ngài chỉ đích sửa cho con, và con xin đạo tràng sửa cho con ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia kinh lễ thượng tọa thành tâm vừa đến với pháp hội. Sa thú Sích Quang Thành phân tích thì chính xác, nhưng mà trong cái giọng đọc á thì có hai điểm. Một điểm mà giống như Huynh Đăng Trần, chữ nát thí đọc là nát thi, đó là giống với Huynh Đăng Trần ha. Còn cái điểm thứ hai của Sĩ Quang Thanh, ác kinh cha năng, đọc là ác kinh cha năng, nhưng mà khi phân tích thì chính xác. Giọng đọc thì có hai lỗi ha. Sĩ Quang Thanh chú ý ha, nát thi kinh cha năng chứ không phải nát thi ha. Rồi ác kinh cha năng chứ không phải ác kinh cha năng ha, chú ý hai cái điểm đó. Rồi bây giờ mời cô tu nữ Phúc Thành nha. Nam mô Bụt Thầy Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Tri Đức, con thành kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang, con thành kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng ạ. Sau nơi con đọc và phân tích câu pháp cú 421. Yassaburi chapat cha chamat chê cha nát nát thi kinh cha năng a kinh cha năng a na đà năng ta ma hằng ru mi ram ma năng cha sa bu rê cha bát cha cha mát chê cha nát thi kinh cha năng. Yát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, bú là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, kinh là trường âm nhấn,
Chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yassabure chabat cha chamat che chanat thi kin cha năng. A kin cha năng anada năng tamahang ru mi ram ma năng. Á là đoạn âm, kinh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á là đoạn âm, na đa là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ruông là trường âm nhấn, mí là đoạn âm, râm là trường âm thông thường, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yassabure chabat cha chamat che chanati kin cha nang a kin cha nang anada nang tamahang ru mi ram ma nang. Yassabure chabat cha chamat che chanati kin cha nang a kin cha nang anada nang tamahang ru mi ram ma nang. Yassabure chabacha cha ma che cha nam ti kin cha nang a kin cha nang anada nang tamahang ru mi jam ma nang. Ai quá hiển vị lai, không một sở hữu gì, không sở hữu không nằm, ta gọi Bà La Môn. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong. Dạ con có sai chỗ Ngài nào, xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa. Dạ dạ con kính đảnh lễ quý sư, con kính lễ cô quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Cho con đọc bài câu 421. Yat sa bu re cha bát cha cha ma che cha nát thi kinh cha na cha nành a kinh cha nành a na đà nành tá ma hành rồ mi rầm a nành. Yat sa bu re cha bát cha cha ma che cha nát thi kinh cha nành a kình cha nàng a nà đà nàng tá ma hằng rù mi rầm ma nàng. Yát xá bú rề cha bát chờ cha bát chờ cha nát thi kình cha nàng a kình cha nàng a nà đà nàng tá ma hằng rù mi rầm ma nàng. Dạ con xin văn tất câu một, nhà câu hai là yát xá bú rề cha bách chà chá mắt chờ chá nát thí kinh chá nành. Giá là trường âm nhấn, xá giá là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, bú là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, bát là trường âm nhấn, cha là trường âm thường, chá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, chê là trường mát là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, kinh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm,
năng là trường âm đọc theo giọng ngân âm. Dạ, tiếp theo một câu hai ạ. À, câu ba, câu bốn ạ. Ê kinh cha nàng á nà đà nàng tá má hàng rù mi rầm má nàng. Á là đoạn âm, kinh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á là đoạn âm, na đa là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yasabure cha ba cha cha ma cha cha na thì kinh cha nang a kinh cha nang a na da nang ta ma hang ro mi ram ma nang. Yasabure cha ba cha cha ma cha cha na thì kinh cha nang a kinh cha nang a na da nang ta ma hang ro mi ram ma nang. Ai quá hiện vị lai không một sở hữu gì, không sở hữu không nắm, ta gọi bà la môn. Nhà con xin tri ân ngài hòa thượng Thích Minh Châu đã dịch. Nhà con đã đọc xong, con có sai chỗ nào con xin quý sư với dịch cùng đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ con xin xuống ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Thanh Tâm, sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú 421 hôm nay ạ. Yassabure chabaccha chamacche chanatthi kin chanang akin chanang anada nang tamahang ru mi brahmanang. Yassabure chabaccha chamacche chê cha nát thi kinh cha năng ác kinh cha năng anada năng tama hằng pru mi brahma năng. Nhà con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, bú là đoạn âm, rê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, bách là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, mach là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, kinh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Yassabure chabaccha chamacche chanatthi kinh chanang. Và câu số 3 và câu số 4. Akin chanang anada nang tamahang ru mi brahma nang. Á là đoạn âm, kinh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á là đoạn âm, na, đa là hai trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá, má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm. Brahm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Akin cha năng anada năng tamahang ru mi brahma năng. Nhà con xin đọc lại ạ. Yassabure cha bách cha cha mách chê cha nát thi kinh cha năng akin cha năng anada năng tamahang ru mi brahma năng. Ai quá hiện vị lai không một sở hữu gì, không sở hữu không nắm, ta gọi bà La Môn. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhà con xin kệ. Yassabure cha bạch cha cha mạch nát thì kinh cha năng a kinh cha năng a na đa năng ta mahang ru mi brahma năng.
Yasabure chabancha cha manche cha nathi kincha nang akincha nang anada nang tamahang brumi brahma nang. Dạ con đã đọc bài xong. Con nếu sai con nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ ngày Trí Đức Thượng Tọa Thanh Tâm Đại Đức Pháp Trang cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, còn vị nào chưa ông bà thì Nhật Quỳnh kính mời bằng tay ạ. Dạ, cảm ơn Huynh An Trần. Dạ, con xin được trả bài câu pháp cú kinh số 421. Yat sabu re chap bát cha cham mát che chan na ti kinh chan năng a kinh chan năng a na đà năng tam a hằng su mi sam ma năng. Yat sabu re chap bát cha chap mát che chan na ti kinh chan năng a kinh chan năng a na đà năng tam a hằng su mi sam ma năng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Giáp trường âm nhấn, xá bú hai đoạn âm, xê trường âm thông thường, chá đoạn âm, bách trường âm nhấn, tra trường âm thông thường, chá đoạn âm, nát âm nhấn, chê trường âm thông thường, chá đoạn âm, nát trường âm nhấn, thí đoạn âm, kinh trường âm nhấn, chá đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Giáp sắc bú rê chấp bách chà chá mách chê chá nát thi kinh chá năng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. A kinh cha năng a na đa. A đoạn âm kinh trường âm nhấn, chá đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A đoạn âm na đa hai trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, sam trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A kinh cha năng a na đà năng tam hằng su mi sam ma năng. Ya sa bu re cha bát cha cha mát che cha na thi kinh cha năng a kinh cha năng a na đà năng tam hằng su mi sam ma năng. Ai quá hiện vị lai, không một sự hữu gì, không sở hữu, không nắm, ta gọi bà la môn. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Và con đọc và phân tích có sai, con cung thỉnh ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con. Con xin được kể. Và sa bu re cha bát cha cha ma che cha na thì kính cha năng a kinh cha năng a na đa năng tạ ma hằng su mi sam ma năng. Và sa bu re cha bát cha cha ma che cha na thì kinh cha năng à kinh cha năng à na đa năng tạm ma hằng su mi sam ma năng. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo. Dạ, còn vị nào chưa đọc bài không, Nhật Quỳnh kính mời bằng tay. Dạ, con thấy ngài đã đưa bài học lên rồi. Dạ, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Ya. Kính lễ Thượng Tọa Thanh Tâm, lâu quá mới gặp lại Thượng Tọa, và hôm nay Thượng Tọa đến với đạo tràng cũng là một cái phước duyên lớn để chúng ta coi như ôn lại những câu Phật ngôn này, và kính thỉnh Thượng Tọa làm chủ tọa ha, để coi những quý vị đã tham gia trong đạo tràng này hiểu về những câu Phật ngôn
với một cái chiều sâu Phật pháp như thế nào. À, mong thần tọa quan hỷ ha. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục. Sau khi đọc xong, chúng ta phải hiểu ý nghĩa của những từ này. À, câu đầu tiên, Yasapure Chabacha Cha. Cái gì mà kính lễ thượng tọa Quan Thanh là vị nào trong này mà thượng tọa Quan Thanh? Quá kỳ quá ha. Xích Thanh Hoàng, thượng tọa Quan Thanh ở trong room này là vị nào đâu? Tên của thượng tọa Thanh Tâm đẹp như vậy mà kêu là Quan Thanh. À, làm kiểu này thượng tọa Thanh Tâm bỏ cửa chạy lấy người nha. Rồi bây giờ chúng ta hiểu ý nghĩa của những từ này như thế nào. Chữ giá xa, giá xa ở đây chúng ta hiểu do cái đại từ giá và hai cái chia thứ tư và cái chia thứ sáu, chát thí quỷ phá tí e cao quá trần á và chát thí, chát thí quỷ phá tí e cao quá trần á, hai cái chia đều giống nhau, nhưng mà cái chia đây này á, là cái chia thứ tư. Với ai, chứ không phải của ai ha. Với ai, yasa. Rồi chữ pure, pure có nghĩa là ở phía trước. Mà ở phía trước ở đây ám chỉ về quá khứ ha. À, pure là trong cái thời quá khứ ha. Chá là và. Chữ bacha, bacha là ở phía sau. Bất cha ở phía sau, mà phía sau thì ám chỉ về tương lai ha. Rồi tiếp tục câu số 2, cha là bà, cái này dễ quá rồi ha. Rồi mắt chê cha nắp thí kinh cha năng, câu số 2. Chữ mắt chê do chữ mắt cha ha, nhưng mà đây nó là cái vị trí của định sở cấp, định sở cấp. À, quý vị biết định sở cách tức là cái chia thứ bảy, sát tầm y quy pháp tí hệ cao quá trình á, cho nên mắt chê có nghĩa là ở giữa, phía trước, phía sau, rồi ở giữa. Mà phía trước là gì? Quá khứ. Phía sau là tương lai, mà ở giữa tức là hiện tại ha. Chị cha khỏi nói rồi. Chữ nát thí, nát thí do chữ ná cộng với át thí, ná là không, át thí là có, vậy thì ná thí có nghĩa là không có, không có cái gì. Kinh chát năng, chữ kinh chát năng, chữ kinh ná thí là không có, chữ kinh chát năng do cái từ kinh trần ná, do cái từ kinh trần ná. Và chữ kinh chánh năng này được chia theo đối các số ít lô tỷ gia quỷ phát tí e câu với chánh á. Kinh chánh năng có nghĩa là bất cứ cái gì, tức là quá khứ, vĩ lai, rồi hiện tại, không có cái gì hết đó. Nghĩa là người nào không còn có bất cứ cái gì ở quá khứ, hiện tại và vĩ lai. Nói như vậy, nói như vậy thì chúng ta thấy có những cái từ trong Phật giáo rất là ngộ ha. Một vị đã đạt đến cái trình độ gọi là A-la-hán thì gọi là vô học, bậc vô học ha. Còn những cái vị nào mà từ A-na-hàm, Tu Đà Huân, Tu Đà Hàm, A-na-hàm thì gọi là hữu học. Nhưng mà khi chúng ta nghe nói cái vị vô học này á, thì đối với thế gian cho là thấp học, cho là con người ngu si nha. Nhưng mà đối với Phật giáo, vô học là những cái vị A-la-hán, những cái vị A-la-hán. Và khi những cái vị nào mà thấp tình để mà tu tập á, thì người ta gọi là hành giả, chứ không phải là hành thiệt. Người ta gọi là hành giả, nhưng mà thật sự những người đó tu dữ lắm, chứ không phải là tu chơi chơi. Người ta tu thiệt, gọi là hành giả. Đóng cửa lại, cái này nó quay rồi.
Rồi, đối với đời thì quý vị thấy rằng những người thật học mà có một cái trình độ, một cái là thông hiểu, với là coi như nghe nhiều học rộng á, thì người ta gọi là học giả. Tại sao? Họ học thiệt mình tại sao gọi là học giả? Rồi cái đó từ từ chúng ta sẽ nói sao. Bây giờ câu số 3. Akinchanang Anadanang. Akinchanang, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ anh ở phía trước. Anh cũng có nghĩa là không. Nó tương đương với chữ á, chữ na. Thì chữ anh này có nghĩa là không. Và Adanang Dana. Adana là một danh từ trung tính. Akarantanapum Sakalinya. Adana được chia theo đối các số ít đối tỷ gia vừa phát thế câu với trần á, cho nên Adana biến thành Adanang. Adanang là sự dính mắc, sự chấp thủ, nhưng mà có chữ anh ở phía trước có nghĩa là không dính mắc, không dính mắc, không dính mắc. Rồi chữ Akinchanang là không bất cứ cái gì, không dính mắc, không bất cứ cái gì. Như vậy thì cái câu này Akinchanang Anadanang có nghĩa là người không có cái gì, người không có sự dính mắc, người không có dính mắc bất cứ một cái gì. Thì Tamahang Phù Mỹ Phạm Má Năng, Như Lai gọi vị ấy là Bà La Môn. Với câu Phật ngôn này chúng ta thấy rằng người nào không có bất cứ cái gì ở quá khứ, ở vị lai và hiện tại, người không có gì, không có dính mắc, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Xin lặp lại, người nào không còn có bất cứ gì ở quá khứ, ở vị lai và hiện tại, người không có gì, không có dính mắc, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ Lục Bát thế này: ai mà quá hiện vị lai, sống không sở hữu, trong ngoài sạch lao, sạch lao cũng chẳng mất đâu, những người như vậy đứng đầu Bà La Môn. Ai mà quá hiện vị lai, sống không sở hữu, trong ngoài sạch lao, sạch lao cũng chẳng mất câu, những người như vậy đứng đầu Bà La Môn. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu đã phổ thơ Ngũ Ngôn: ai quá hiện vị lai, không một sở hữu gì, không sở hữu không nắm, ta gọi Bà La Môn. Ai quá hiện vị lai, không một sở hữu gì, không sở hữu không nắm, ta gọi Bà La Môn. Như vậy thì câu Phật ngôn 421 về tự vựng chúng tôi cũng đã trình bày xong. Bây giờ đi vào duyên sự để biết câu Phật ngôn này ám chỉ về ai. Câu Phật ngôn 421 ám chỉ về một cái vị trưởng lão ni Thâm Mát Điên Na. Khi mà Đức Phật ngự tại Trúc Lâm Tịnh Xá, thì Ngài đã đề cập đến một vị trưởng lão ni tên là Thâm Mát Điên Na. Alo, quý vị viết lên thì có đúng tên không? Wow, xin Nhật Quỳnh đã đưa cái duyên sự lên rồi. Chắc quý vị thấy đó, nhìn vô đó viết thì chính xác hơn ha. Rồi, trưởng lão ni Thâm Mát Điên Na, đây là cái duyên sự chúng ta hãy lắng nghe. Một ngày nọ, nàng Thâm Mát Điên Na khi còn là một người tại gia cư sĩ, chồng của cô ta là cận sự nam Quý Sa Kha. Vị thiền nam này được nghe pháp từ Đức Thế Tôn, chứng đạt được quả vị A Na Hàm, và có sự suy nghĩ rằng giờ đây ta nên giao tài sản này đến cho Thâm Mát Điên Na mới phải. Tức là khi mà đã đạt được quả vị này thì cảm thấy rằng cái thánh sản nó quan trọng hơn là cái nhân sản, cho nên mới giao cái nhân sản này lại cho Thâm Mát Điên Na.
Nhưng mà trước đây thì Cận Sĩ Nam Visakha đi đâu về, nhìn thấy Thăm Madina nơi cửa sổ, thì cô ta thường thì anh chàng Cận Sĩ Nam này thường mỉm cười của cô ta. Nhưng mà hôm nay thì Thiện Nam Visakha không còn nhìn cô ta, không còn cười như thường lệ, mà đi thẳng vô ở trong phòng. Thì người vợ Thăm Madina mới suy nghĩ, ồ, chắc có chuyện gì đây, thôi thì ta hãy tạm gác qua một bên, rồi sẽ hỏi sao. Khi nào mà đến giờ thọ thực thì ta sẽ đem việc này ra hỏi. Nàng Thăm Madina chuẩn bị vật thực thưởng vị cho chồng. Thì những ngày trước, Cận Sĩ Nam Visakha thường bảo rằng, hãy đến đây, chúng ta cùng nhau ngồi dùng cơm. Nhưng mà hôm nay Visakha vẫn yên lặng dùng vật thực một mình. Người vợ Thăm Madina suy nghĩ, chắc chồng của ta đã dặn ta một lý do gì đây? Rồi khi mà thọ thực xong, Visakha gọi cô ta đến, nói rằng, này Thăm Madina, tất cả gia sản trong nhà này nàng hãy giữ lấy tất cả đi, nàng hãy làm chủ đi. Người vợ Thăm Madina mới suy nghĩ, lẽ thường thì người ta giận hờn người khác thì không thể giao tài sản cho người đó, nhưng mà hôm nay do cái nguyên nhân gì mà lại có cái lời nói thế này. Cô ta mới hỏi chồng, còn anh thì sao? Ta thì giờ đây không còn mong muốn gì nữa hết á. Rồi Cận Sĩ Nam Visakha cho vợ biết rằng, vì mình được nghe pháp từ Đức Thế Tôn, nhận chân được cái pháp bất tử rồi, không còn tha thiết với chuyện gia đình nữa, không còn mong mỏi nơi dục lạc nữa. Ồ, vậy thì ai sẽ là người nhận lãnh cái bãi nước bọt mà anh đã nhổ ra? Nếu anh cho phép, em xin xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Người vợ nói với ông chồng vậy. Rồi người chồng, tức là Cận Sĩ Nam Visakha, mới xa thủ này người vợ. Rồi Cận Sĩ Nam Visakha đưa người vợ của mình Thăm Madina đến trú xứ của các vị tỳ kheo ni, tổ chức đại thí cúng dường đến chư tỳ kheo ni, rồi ông tổ chức lễ xuất gia cho nàng Thăm Madina một cách rất là long trọng. Khi mà thọ cụ túc giới xong, có tên là trưởng lão ni Thăm Madina muốn được thanh tịnh nơi thanh vắng để hành sa môn pháp. Tỳ kheo ni Thăm Madina cùng với các vị tỳ kheo ni khác đi đến một cái thôn trang thanh vắng. Rồi nàng tinh cần hành đạo, chẳng bao lâu chứng đắc được A-la-hán quả cùng với tuệ phân tích. Vị tỳ kheo ni này trở về kinh thành Rajagaha với ý niệm rằng, giờ đây thân tộc sẽ nương vào ta mà tạo phước thiện một cách tốt đẹp. Riêng Cận Sĩ Nam Visakha biết rằng tỳ kheo ni Thăm Madina đã trở về. Ông có sự suy nghĩ, vì cớ sao mà cái vị tỳ kheo ni này lại trở về? Rồi Cận Sĩ Nam Visakha đi đến trú xứ của các vị tỳ kheo ni. Sau khi đảnh lễ chư tỳ kheo ni xong, đảnh lễ Thăm Madina xong, Cận Sĩ Nam Visakha mới suy nghĩ rằng, nếu mà ta hỏi thưa tôn ni, tôn ni có còn ái luyến cái gì không, thì thật không phải lẽ. Vậy thì ta sẽ đặt những câu hỏi để hỏi vị ấy và thăm dò sự tu tập của vị ấy. Và thế là Cận Sĩ Nam Visakha hỏi những câu hỏi liên quan đến dự lưu quả. Tỳ kheo ni Thăm Madina trả lời một cách thông suốt. Tiếp đến thì Cận Sĩ Nam Visakha đặt những câu hỏi cao hơn. Từ Tu Đà Huận sống bây giờ đến Tư Đà Hàm.
Và vị trưởng lão ni Thăm Mát Đinh Na cũng trả lời thông suốt những câu hỏi đó. Cuối cùng, Cận Sự Nam Quý Xà Khát đặt một câu hỏi ngoài đề. Lúc bây giờ, trưởng lão ni Thăm Mát Đinh Na mới dạy rằng: Này Cận Sự Nam, câu hỏi đã đi quá xa rồi nha. Nếu mà muốn thì hiền giả hay đến bạch trình lên Đức Thế Tôn về vấn đề này. Cận Sự Nam Quý Xà Khát đảnh lễ trưởng lão ni Thăm Mát Đinh Na từ giả ra về. Ông đi đến trình lên với Đức Phật một cuộc đối đáp giữa mình và nàng Thăm Mát Đinh Na ở Quỳ Lu Quá Na. Khi nghe như vậy thì Đức Phật dạy rằng: Này Quỳ Xà Khát, Thăm Mát Đinh Na, con gái của Như Lai, đã giải đáp đúng theo chân pháp tất cả. Nếu mà người hỏi Như Lai thì Như Lai cũng trả lời giống như con gái của Như Lai mà thôi. Nhắc lên cầu Phật nguồn 421 này. Yasapure chapacha chamache chanam tikin chanam akin chanam anada nang tamahang pro vipram manang. Ai quá hiện vị lai không một sở hữu gì, không sở hữu, không nắm, ta gọi bà là môn. Ở đây cái từ nát thi ạ kinh chánh năng nghĩa là không còn sầu muộn, tức là chấp thủ trong ba loại ái. Không chấp thủ nghĩa là không nắm giữ cái gì hết. Người như vậy thì Đức Phật gọi là bà la môn. Duyên sự này cho chúng ta thấy rằng chồng muốn xuất gia chưa kịp đi, vợ đã sáng ý tự phân ly, tu thành La Hán về quê cũ, tế độ thân bằng có giới quy. Ông Quỳ Xà Khát đến thăm bà, bốn đạo niết bàn thử hỏi qua, bốn đạo niết bàn thử hỏi qua, bà giải nhưng chưa phân tối hậu. Khuyên ông nên hỏi Đức Phật Đà. Phật khen: Pháp thí có tài hay, ngũ trần ba cõi chẳng đóng sai, người chẳng chút gì mê chấp ấy, quả thật bà la môn đức tài. Với duyên sự cầu Phật ngôn này, chúng ta thấy con người mà sống không chấp thủ thì rất là tự tại, không bị vướng mắc, không bị buộc ràng, không bị cột trói ở trong tài tình danh lợi, ở trong ngũ dục. Mọi người không chấp thủ như vậy thì rất là rỗng rang, rất là nhẹ nhàng, không có vướng mắc. Mà không vướng mắc thì không sở hữu, thì Đức Phật gọi là bà la môn. Quý vị thấy trong cái duyên sự này, bây giờ chúng ta hiểu như thế nào với chủ đề này, với câu Phật ngôn này. Vậy thì cung thỉnh Thượng Tọa Thanh Tâm Đại Đức Pháp Trang nè, Quan Hỷ làm chủ tọa ha, để hôm nay một số Phật tử sẽ trình bày qua cái câu Phật ngôn này. Hôm nay thì quý vị có thể trình bày 15 phút. Ngày mai, ngày mốt quý vị có thể trình bày nửa tiếng đồng hồ. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta mới có 6 giờ 2 phút à. Còn 28 phút. 28 phút này chia ra 3 người. 3 người. Mà trong đó chúng tôi xin điểm danh ha. Người thứ nhất cũng ở cái tiểu bang này thì cũng gần với Thượng Tọa Thanh Tâm nè, Maryland nè, Virginia nè, Washington DC nè ha. Hôm nay Siết Hà là một mà Siết Chiết Lá Mùa Xuân là hai, rồi Siết gì đây nữa, ba vị Siết Hà, Siết Chiết Lá Mùa Xuân, còn một vị nữa chạy đâu mất tiêu ta. Để đi kiếm.
Sức tĩnh tâm ha. Ba vị này sẽ lên trình bày về ý nghĩa của câu Phật ngôn này để quý vị hiểu như thế nào. Để quý vị hiểu như thế nào. Thế sao? Nghe nói mời ba vị này Sĩ Tà Men quán hồn bỏ cửa chạy lấy người hả? Từ từ không. Đây là những vị mà ở gần chùa Kỳ Viên, chắc Thượng Tọa Thanh Tâm cũng biết những vị này. Bây giờ nghe những vị này trình bày về câu Phật ngôn này trong vòng 15 phút, nói lên sự hiểu của mình. Quý vị biết rằng giáo pháp của Đức Phật qua Tâm Tạng Pháp Bảo, tức là Kinh Đục Luận kể lại, thì thời gian đầu Đức Phật chỉ có nói mà thôi, không có ghi chép văn tự. Cái lối trình bày của Đức Phật là lặp đi lặp lại. Vậy thì chúng ta hiểu câu Phật ngôn này theo cái sự hiểu biết của chúng ta, đối với những cái người sơ cơ không có duyên gặp Đức Phật, mà chúng ta sinh sau để muộn, thiếu phước, cho nên sự hiểu biết của chúng ta trong một cái giới hạn, thì trong giới hạn đó chúng ta sẽ cái trình bày như thế nào đối với thực tế bây giờ qua câu Phật ngôn này. Nếu mà không có một sở hữu gì thì làm gì chúng ta sống? Không có một sở hữu gì, không có một tài sản gì thì làm sao chúng ta sống? Nhưng mà quý vị hiểu thế nào qua câu Phật ngôn này? Mình phải có tài sản chứ. Mà không có tài sản mà Đức Phật nói kiểu này thì chắc chắn là thôi, ăn bờ ngủ bụi là chắc ăn ha. Rồi bây giờ đầu tiên mời Sít Hà, Sít Chiếc Lá Mùa Xuân chuẩn bị ha. Rồi Sít Tịnh Tâm cũng chuẩn bị tinh thần ha. Rồi cung tỉnh Thượng Tọa Thanh Tâm làm chủ tọa nha. Alo Sít Hà, có chút máy trong vòng 15 phút. Sít Hà mà chậm quá thì Chiếc Lá Mùa Xuân đưa tay. Alo alo. Rồi bắt đầu ngày mai là quý vị cũng có thể trình bày nửa tiếng một cái câu Phật ngôn nào trong 423 câu mà quý vị đã học và cảm thấy rằng câu Phật ngôn đó tâm đắc, mình đã thực hành và cảm thấy đó có sự an lạc. Đó là chuyện ngày mai. Mời Chiếc Lá đi trước hả? Cái kiểu này mời Chiếc Lá đi trước cái nghĩa là thâu rụng đi. Chiếc Lá ơi, mời Chiếc Lá Mùa Xuân đi trước kìa, có nghĩa là rụng trước đi rồi Chiếc Hà đi theo sau. Alo Chiếc Lá Mùa Xuân, Chiếc Hà có ý kiến gì đó? Đẩy người ta đi trước làm bia đỡ đạn ha. Này Chiếc Hà này thấy cũng ác quá đi. Alo, Chiếc Hà. Rồi, Chiếc Lá Mùa Xuân, trời ơi, cứ đẩy đẩy nhau hoài vậy nè. Đưa tay lên chứ. Thượng Tọa Thanh Tâm cũng là một cái vị chủ luôn ha. Một vị chủ luôn. Thì bây giờ coi những cái người đệ tử của mình lên thi thố tài năng. Alo, Chiếc Hà ơi, là Chiếc Lá Mùa Xuân. Sao cái ngại gì cũng biết nữa. Nếu mà chậm quá thì coi như Chiếc Tinh Tâm chạy đâu mất tiêu rồi. Thì huynh Giang Nhật Hà có thể bổ sung ha. Ba người mà 20 mấy phút mà sao mà có những ngại gì cũng biết nữa. Alo, lại chứ. Nếu mà chậm tay là huynh Giang Nhật Hà hay là coi như đưa tay trước à. Alo Chiếc Hà ơi, là Chiếc Lá Mùa Xuân. Rồi xà thủ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sàng Thầy. Dạ con kính lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ Sư Tâm Tâm, Sư Pháp Trang, và con kính lễ cô tu nữ và đạo tràng. Dạ thưa Ngài, con cũng mới vô tới nhà nãy giờ, con ngoài đường, thành ra
ngày kêu con lên một cái con cũng chết quất. Nên con cũng chưa có biết chuyện gì với chuyện gì. Dạ, ngài con Phật ngôn này. Dạ. Dạ con dạ nếu mà con hiểu đó thưa ngài. Thì một cái vị khi mà chứng đắc con thấy thường đa phần khi con học cái nhất là cái đoạn mà phẩm Bà La Môn thì con thường thấy những cái vị mà chứng đắc đạo quả A La Hán thì có nhiều vị nghi ngờ thì lúc nào cũng bạch trình với lại Đức Phật để được thuyết giảng là như là chứng chỉ lại coi có phải đúng như vậy không. Thì con thấy cũng như cái duyên sự này cũng vậy. Cái phàm thì mình hay thắc mắc những cái chuyện mà thánh nhân họ không. Thành ra khi mà một cái vị chứng đắc quả vị A La Hán thì con thấy thường là đa phần hay cứ hỏi Đức Phật để ngài chứng trí lại coi có đúng không. Thì cũng giống như cái duyên sự này con thấy một cái vị tu là người nữ mà cũng tu cũng thành chứng đắc được quả vị A La Hán thì cái ngay cả cái vị đó cũng là một người chồng cũ cũng có vẻ thắc mắc là tại sao không có tin là bà vợ cũ thì có thể chứng đắc đạo quả A La Hán thì cũng nghi hoặc thì cái đó giống như một cái sự hoài nghi rồi nhưng mà con thấy khi một cái vị A La Hán mà cái họ chứng đắc đó, họ không kiêu ngạo không họ có sao nói vậy. Đúng là như vậy, rất là bình thản. Thành ra con thì con thấy chưa bao giờ con gặp một cái vị A-la-hán nên con không biết là khi gặp cái vị A-la-hán thì ra sao. Thành ra con cũng chưa có đủ duyên. Thành ra con nghĩ chắc là một cái vị đó phải rất là hạnh kiểm thì chắc là thôi khỏi nói không còn một cái phiền não họ sống lúc nào chắc cũng rất là an lạc vì không còn một cái dấu vết phiền não thì quả thật nghĩ đến đó thì thấy là mình còn phải tu nhiều lắm từ ngày để có thể chứng đắc một cái cuối cùng để có thể chứng đắc được cái đạo quả vô sanh không còn phải luân hồi nữa cũng giống như cái câu Phật ngôn này con thấy ngài nói là không sống về hiện tại cũng không quá khứ tại vì tất cả cũng đã đoạn diệt không còn sanh tử nữa họ đã không còn một chút vết gì một cái phiền não nhỏ nhoi cũng không có thật là con nghĩ chắc lúc đó chắc là hạnh phúc dữ lắm dạ còn chỉ có như đó là con nhường lại cho hai vị kế tiếp chứ con cũng không biết nói sao cái này con có như đó thôi dạ con xin trao mất rồi. Sa thú Sikha ha. Có sao nói vậy người ơi ha. Qua sự trình bày của Sikha thì Sikha nói là chưa gặp vị A La Hán nào cho nên không biết cái phải xử sự làm sao. Thì quý vị thấy ở đây á ai quá hiện vị lai cái câu này nói rằng Akaliko thông cảm ha, nghĩa là có sao nói vậy ha, mấy con chó tấn công mấy bồ câu, phải la, nếu mà không la thì xin lỗi, một chúng sanh đã đi, thì ở đây trong quá khứ, trong hiện tại, trong vị lai, Akaliko là 9 giây phút này nè, 9 giây phút này với câu Phật ngôn này,
chúng ta không chấp thủ, chúng ta không có nghĩ đến một cái gì nó vương vắng hết. Thì chính cái giây phút này là giây phút quan trọng. Mà các vị A-la-hán là những người gánh nặng đã đặt xuống. Chúng ta chỉ thấy gánh nặng đặt xuống mà chúng ta nhìn thấy cái gì bỏ xuống thì chúng ta coi như nói rằng vị đó không chấp thủ. Tức là đã dứt bỏ. Nhưng mà đối với Đức Phật á, không chấp thủ là những cái bên trong, chứ không phải là chấp thủ những cái mà Phật chấp bỏ xuống mà chúng ta nhìn qua hả? Chúng ta nhìn qua chúng ta thấy. Cho nên cái điều này nó rắc rối, bởi vì chúng ta còn phàm. Của người ta mà họ lơ là, họ không chú ý là mình với bàn tay nhắm nhúa muốn giữ dùm cho người ta ha. Mình có cái tâm từ tâm bi như vậy đó, tức là thấy của người ta mình thấy ngộ ngộ, thấy đẹp đẹp là mình giác liền. Cho nên cái vấn đề chờ cho người ta bỏ xuống, chuyện đó hy hữu lắm. Mà Việt Nam mà đem một cái gói gì mà bỏ xuống á, thì chắc rằng bà con nước ngoài bỏ chạy hết, sợ nó nổ. Nhưng mà người Việt thì nó mạnh dạn hiên ngang lắm. Người ta cất giữ, ta ôm trong người như vậy, nhưng mà cũng cố gắng để mà giác ngộ. Tức là thấy ngộ ngộ là giác. Vậy thì ở đây cái trường hợp này á, Thỉnh Thượng Tọa Thanh Tâm thấy ý kiến của Siết Hà có những cái điểm đặc biệt như thế nào. Siết Hà cũng thực tế chứ. Nói cái nặng người ta đặt xuống thì mình phải thấy chứ, mình mới biết đó là vị A-la-hán. Còn Đức Phật hàng ngày không cần thấy cái đó, không thấy cái gì mà đặt xuống, mà Ngài thấy trong tâm của vị đó đã dứt bỏ, thiện ác không còn. Thì Đức Phật Ngài xác chứng cho vị đó là một vị A-la-hán. Rồi cũng Thỉnh Thượng Tọa Thanh Tâm qua ý kiến của Siết Hà. Alo, lâu quá không nghe giọng nói của Thượng Tọa. Cũng nhớ nhé. Nhớ lúc đi qua chùa Kỳ Viên gặp Thượng Tọa, thấy cũng quan hỷ lắm. Rồi bây giờ cũng Thỉnh Thượng Tọa ha. Alo, Thượng Tọa Thanh Tâm, rất là khiêm tốn ha. Thượng Tọa nói lên cái ý nghĩa vô ngôn ai nghe nổi, chỉ có cái tâm của mình hiểu mà thôi. Nhưng mà đây chưa đạt đến cái trình độ gọi là vô ngôn ha. Thượng Tọa quan hỷ nha. Thượng Tọa sao mà khiêm tốn đến cái độ mà coi như nói nhỏ đến độ không ai nghe hết. Thôi thì bây giờ thêm một người nữa. Mời Xích Chiếc Lá Mùa Xuân. Alo, Xích Chiếc Lá Mùa Xuân nghe Xích Hà chia sẻ như vậy thì bây giờ với câu Phật ngôn này, Xích Chiếc Lá Mùa Xuân có ý kiến thế nào? Xin mời bàn tay của Xích Chiếc Lá Mùa Xuân. Alo, Xích Chiếc Lá Mùa Xuân đã mất tiêu rồi. Hồi nãy Xích Hà muốn Chiếc Lá Mùa Xuân đi trước ha. Nhưng mà bây giờ
Làm sao? Mai có vấn đề. À, sa thú thượng tọa, tinh thần của thượng tọa thì chúng tôi luôn luôn thấy rằng rất là tích cực, à, rất là hoan hỷ. Rồi, xin chúc lắm mùa xuân ơi. Lại lên chứ. Thời gian đâu có chờ ai đâu. À, mau mau có một vài ý kiến đi về câu Phật này. Bởi vì chúng ta học mà chúng ta không có ý kiến, à, thì đó là một cái điều mà không được tốt lắm. Chúng ta hiểu như thế nào, à, về câu Phật ngôn này? Tức là giáo pháp của Đức Phật không có quá khứ, không có tương lai, mà chỉ có hiện tại. Mà hiện tại thì không có thời gian, ha, không có thời gian. Vậy thì chúng ta hiểu câu Phật ngôn này, à, như thế nào? Bởi vì mỗi người đều có một cái hay để cho chúng ta học, à, mà chúng ta học thì chúng ta tiếp thu để cho kiến thức của chúng ta được dồi dào và chúng ta thấy được thực tính của pháp. À, ví dụ, à, Quỳnh An Cần có đưa lên ba câu nói về tam quy mà chúng tôi cảm thấy tâm đắc học nơi Quỳnh An Cần. Quy y Phật, noi gương thiện thể, nguyện một đời phước huệ song tu. Quy y chánh pháp tối ưu, nguyện xa nẻo ác, mịt mù tối tâm. Quy y Tăng, sống gần pháp lữ, xa lợi danh, thừa tự thánh tài. À, đây là chúng tôi học và tiếp thu những cái hay, cái đẹp của Huynh An Cần và cảm thấy tâm đắc. Vậy thì với câu Phật ngôn này chúng ta tâm đắc chỗ nào? Mời Sĩ Chiếc Lá Mùa Xuân. Alo, Sĩ Chiếc Lá Mùa Xuân. Ấy, mới đọc lên cái câu mà Huynh An Cần đưa lên trên Facebook mà thấy Huynh An Cần cũng quan hỷ nữa ha. Vậy tại sao mà năn nỉ mà Chiếc Lá Mùa Xuân này chắc là sao rồi? Rồi, xin gì đây? Tình tâm cũng đã mất tiêu nữa rồi. Ba người sống gần với nhau. Rồi, xin Kim ha. Xin Kim tiểu bang nào đây? Ở đây là Maryland ha. Rồi, Virginia nè, Washington DC nè. Tức là ba vị này sống gần nhau nè. Cho nên mới mời một nhóm này. Bây giờ không ai đưa tay, chiếc kim tự xưng cái địa danh của mình để coi có sống gần với mấy vị này hay không. Rồi, mời chiếc kim. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Thanh Tâm, sư Pháp Trang, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Như muốn biết con sống tiểu bang nào, con sống ở tiểu bang California, từ California đi qua Washington DC á, gần nửa trái đất rồi sư ơi. Nói xa mịt mù luôn, đi máy bay ngồi cũng 6-7 tiếng nữa sư. Con thấy sư mời tới, mời lui, mời xuôi, mời ngược, mời tùm lum, mời sư, mời tùm lum hết, không ai lên, thôi con lên cho gọi đi. Theo con nghĩ, cái ý kiến của con á, khi mà con đọc cái phẩm Bà La Môn này, con thấy cái phẩm này không có dễ dàng đâu. Nó là thuộc về những người mà bậc đại trí, thuộc về những người này thường là đắc A-la-hán hết rồi. Sư muốn biết con muốn nói cái gì, con hiểu cái gì về cái câu kinh 421 này thôi, phải không sư? Thì con sẽ còn có 10 phút, con sẽ chia sẻ. Cái bài kinh, cái chủ yếu của cái bài kinh này, câu kinh 4 câu kệ này là cái chữ A-đa-na-năng. A-na-đa-năng là cái không sở hữu. Mà chữ hữu này, con nói thiệt với sư, cách đây mấy chục năm, con chưa có, không có biết Phật Pháp gì nhiều hết trơn. Tại thường những cái, con đi gặp những cái chùa chiền, ông sư, bà giải gì đó, khi mà con có dịp, con hỏi đó, luôn cả má của con. Tại trong gia đình nhà con đó, thì ba con không có thích Phật giáo. Tại ổng là cảnh sát, ổng thấy rõ, con nghĩ rằng ba con không có hiểu về Phật Pháp nhiều, về Nam Tông, nhất là Nam Tông. Tại vì gần nhà của quê hương của ba má con đều ở Vĩnh Long, Long Châu và Long Hồ. Nhưng con sinh ra ở Sài Gòn.
Giờ con cũng không biết nhiều về địa danh đó. Thở nhỏ con chỉ về con chơi thôi. Thì con thấy cũng con không có duyên. Tới lúc nhỏ con không có duyên đi đến cái chùa Nam Tông. Con không thấy một ông sư Nam Tông nào ráo chổi trơn á. Mà má con chỉ đi mấy cái chùa, mấy chùa của Bắc Tông gì đó, miễu gì đó. Thì con là út trong nhà nhỏ nhất. Mấy bà chị con không bao giờ đi chùa hết. Còn ba con thì ghét chùa lắm. Tại ông vô ông bắt trong đó toàn là trốn nhân dịch với là vì cộng nằm dùng không. Thành ra ba con không có ý tưởng tốt về những cái chùa về Bắc Tông. Thành ra tụi con không có được khuyến khích đi chùa như thế nào hết. Còn mấy bà chị con nói thiệt cái sư mấy bà chị con rất là đẹp. Mà mấy bà biết trưng diện nữa. Khi mà bà vô mấy chùa thì con thấy mấy ông đi theo, con thấy mấy ông sư trẻ trẻ hay dòm, bà dễ sợ lắm. Thì bà ghét lắm. Bà về mới nói tu hành gì mày thấy con gái mà dòm rớt con mắt cho luôn vậy đó. Tôi ghét mấy người cha này lắm. Cái bà không có đi vô nữa. Thành ra đối với con thì con nhỏ lắm. Con đi vô chùa là để đi ra ngoài đi vòng vòng chơi thôi. Coi có cái gì mới lạ không. Tại nhà, trong nhà con chỗ nào con cũng đi hết ngõ ngách. Chỗ nào con cũng biết hết. Thành ra con chán lắm. Con chỉ đi theo để mà có chơi. Mà khi con đi với má con á, thì con được ăn nhiều thứ lắm. Tại má con hay ăn hàng vặt á. Bà cho con ăn cái này cái kia. Má con không bao giờ la con. Khi mà con đi con thấy cái gì con dòm đó. Thì má con hỏi con có muốn ăn không. Con nói muốn. Cái gì con cũng ăn hết. Mà ai ăn được thì con ăn thôi. Nhưng mà phải sạch sẽ chứ dơ thì con không thích. Thì con rất thích đó. Còn thành ra con khi con qua Mỹ á, thì con cũng đi chùa Bắc Tông. Nhưng con cũng không có hứng thú gì đó. Tại vì khi mà con hỏi vài câu thì họ chỉ nói là những câu mà thường mê tín dị đoan thôi. Con không thích nhưng mà con dám trả lời lại nhiều. Thầy mất công lắm, mít lòng. Khi mà con được một cuốn sách của ông Thích Thanh Từ nói gì Phật giáo đó thì con thấy cũng hay. Con mới tìm hiểu về Phật giáo. Khi mà con vô con hỏi đó, thì mấy bà giải đó, con không đi chùa bên có ông sư, con chỉ đi chùa Dược Sư ở gần nhà ở California này thôi. Tại chùa đó chỉ còn người nữ thôi, mà cái chùa này đặc biệt ở hồi đó thì nấu đồ ăn chay rất là ngon. Con thì thích ăn ngon thì con vô thôi, mà lúc nào cũng có nhiều á, ăn hai ba tô cũng được. Thì con đi chùa này vấn đề là ăn với lại không gặp ông sư nào á là được rồi. Thì con đi chùa đó mà con rất bận, con tới 11, 12 giờ cái lễ lớn thì con tới trưa con mới vô. Tại vì con vô sớm thì con thấy đông người quá con không thích, mà vô trễ thì cũng được. Mà nếu lại Phật á, thì không phải lại cái đích của người ta, tại chùa nó nhỏ nó đông á, mình lại cái đích người ta không, mà con không thích con đứng ngoài con dòm vô thôi. Rồi con chỉ điền hai cái đơn của cầu an cầu siêu cúng chùa, rồi con đi ăn bún riêu, rồi con đi hết vòng cái chùa có cái gặp người quen không, mà thường con không gặp ai quen hết. Tại vì lúc đó con không ở Garden Grove là Orange County, mà con ở Riverside County, con ở Corona. Tại công việc của con ở bên đó, thành ra mỗi lần từ Corona con đi lên Orange County thì con đi khoảng nếu mà không kẹt xe thì 35-40 phút, còn kẹt xe thì có khi tiếng mấy. Ra con không có biết về Phật giáo Nam Tông là gì hết. Nhưng mà khi mà con tìm hiểu, con biết về Phật giáo Nam Tông thì con bắt đầu con học. Thì con mới lúc đầu thì con có nhiều khi mấy chục năm trước con có cầm một vài câu kinh kệ mà nó gọi là lời Phật dạy, lời vàng hoặc gì đó. Thì con đọc mấy cái câu như mấy câu bây giờ đó, con thấy nó thần kỳ mà ngây ngô quá. Trời ơi, đọc có 4 câu này mà thành A-la-hán. Sao dễ quá vậy? Chắc không có đâu. Thì con không để ý nữa. Thôi vậy con lên đi. Cái gì mà có 4 câu là thành A-la-hán rồi vô sánh vậy? Sao mà thần kỳ quá vậy? Không có đâu. Không thích. Nên là con đi. Mà khi rồi con học Di Diệu Pháp, rồi con học về tiếng Pali á, ban đầu con vô cái cố của sư là con chỉ muốn đọc cho biết làm sao đọc tiếng Pali cho đúng. Rồi muốn hiểu cái nghĩa đó văn phạm như thế nào. Thì sư không có dạy văn phạm, mà con phải đi học văn phạm của một sư khác. Sư đó sư Sri Lanka, thì con mới hiểu. Khi con hiểu sâu rồi thì con đọc những câu kinh này từng chữ á, thì con thấy nó thâm sâu dễ sợ, không có dễ. Chẳng hạn như cái bài kinh này, cái chữ chính của nó chính là chữ A Đa Năng, tức là chữ hữu, sở hữu, hữu. Có chữ A trên là không có hữu đó. Thì chữ hữu này trong Phật giáo không có dễ. Hữu
trong 12 nhân duyên đó là hữu, nó gồm có sanh nghiệp hữu và sanh hữu, tức là cái sự nắm giữ đó nó là cái nhân tạo trong trong hiện tại này, trong hiện tại của mình, và nó là cái quả sẽ trổ trong tương lai, nó dây chuyền hết. Khi một cái chữ này không thì con phải hiểu cái thập nhị nhân duyên, mà muốn học học hiểu cái thập nhị nhân duyên con phải hiểu hết bảy bộ diệu pháp, cái đại khái của nó như vậy. Mà hiểu cái đó thì phải hiểu về bốn cái căn bản, nó về tâm, sở hữu tâm, sắc pháp và niết bàn. Ôi trời đất ơi, rồi học về những cái bảy bộ diệu pháp đó, không có dễ. Một hàng loại những danh từ đó, khi mà vô trong chỗ này chữ hữu, tức là rồi trong cái câu đầu phu rê phát cha, tức là tiền tiền, rồi phát cha là hậu hay là quá khứ hay là tương lai. Khi mà hai cái chữ này thì làm cho con nhớ tới hai chữ phu rê cha tá, phát cha vô, rồi phát cha cha tá, phát cha vô, tức là tiền sanh duyên và hữu sanh duyên. Chúng ta bị luân hồi nhiều á là do chúng ta có quá nhiều tiền sanh duyên. Tiền sanh duyên có vật tiền sanh duyên, cảnh tiền sanh duyên, tức là mở con mắt ra chúng ta thấy một cái vật gì, chúng ta thích một âm thanh gì nghe, ta đó tức là ta tạo một cái tiền sanh duyên, rồi cái tiền duyên này nó tạo ra một cái hậu sanh duyên, nó cứ luân hồi giống như vậy, nó suốt cuộc đời từ kiếp này qua kiếp khác cứ dính mắc khổ dính mắc vô, nó rất phức tạp trong đó, không có thể mà hiểu nổi được. Mà khi những cái bậc này mà không dính mắc gì quá khứ, cái quá khứ không còn dính líu dính mắc gì, tạo nhân gì nhiều hết, dứt khoát rồi, tới hiện tại họ sống với hiện tại, họ sống với pháp hiện tại, họ không luôn nghĩ gì quá khứ, dính mắc gì quá khứ, họ không buồn đâu. Và cái tương lai của họ, họ muốn là muốn giải thoát, chứ họ không có muốn trở lại nữa. Thành ra những cái bậc này lại thuộc bậc A-la-hán, bậc vô hữu. Trí tuệ của họ rất là mãnh liệt, cái tâm của họ, tức là ba la mặt của họ, mười cái ba la mặt của họ là rất là chững chạc, rất là vững chắc quá nhiều đi. Thành ra những cái gì mà họ làm, họ không có giống như người thường của như chúng con. Đụng một cái, ai nghe cái giọng mà khó nghe cũng ghét rồi. Thấy cái mặt là hút thuốc bị ghét rồi. Thấy cái gì mà làm gì là cũng trong bụng, không có ưa rồi. Nhưng mà có tu tập thì dần xuống, không nói, nhưng trong tâm nó cũng đã tạo một cái ý rồi. Suốt ngày con người bình thường của nhân loại tạo nghiệp từ ba cái cửa thân lợi ý, không ngừng nghỉ từ nhỏ đến lớn, thì con thấy nó không có dễ chút nào ấy sư ơi. Khi mà con học vô mà con hiểu ra đó thì con thấy ôi trời ơi, không có làm được, cứ phải cố gắng làm rồi. Nhiều khi nó rất nhiều, khi mà suy nghĩ những điều đó rất là sâu xa thì con phải giảm đi, con phải giảm bớt đi, giờ con bỏ nó, những cái gì mà con nghĩ rằng nó không có tốt. Thì con thấy con muốn chia sẻ cái bài này, đó là phẩm Bà La Môn, tức là ý nghĩ Đức Phật nói. Bà La Môn trong đây không phải mấy ông Bà La Môn ha, mấy ông Bà La Môn khỉ mất gì hết, mà cái là đó là bậc vô sanh tới bậc A-la-hán thì không có dễ. Nghe thì nghe như vậy, chứ mà khi mà thực hành nó trời ơi đất hỡi, chẳng quay cũ đó sư, con thấy không có dễ. Con chia sẻ bài này con thấy nó cũng hết giờ đấy sư. Con chỉ nói bao nhiêu đó thôi. Con xin trả máy lời cho sư. Và con thấy nếu mà con có nói gì bậy bạ đó, sư và các vị sư, các cô tư nữ và quý vị Phật tử chỉ dạy con thêm. Dạ con xin trả máy lời ạ. Alo, Sĩ Kim, lỗ 2 phút ha. Sự trình bày của Sĩ Kim á, quý vị nghĩ như sao? Khi mà Đức Phật mà sắp nhập Niết Bàn á, thì Đức Phật có nói một cái vị tỳ khưu Upananda phải. Cái vị tỳ khưu đó tức là quỳ trước mặt Đức Phật. Đức Phật mới bảo hãy tránh qua một bên. Và đó là một cái nguyên tắc để mà khi chúng ta đi qua Miến Điện ha, đi qua các nước quốc giáo, tại sao chúng ta không quỳ thẳng hướng về Đức Phật mà chúng ta quỳ hai bên, nam tả nữ hữu, quỳ hai bên chứ không được quỳ ngay ở giữa để lạy về Đức Phật. Thì cái vấn đề chấp thủ ở đây
A Đa Năng A Đa Na, mà Sĩ Kim nói rằng cái quỳ lại Phật á, à, chúng ta chỉ thấy cái mông của những người trước, à, không có tôn kính, à, cho nên cái niềm tin của mình hướng về Đức Phật á, bị coi như là nó bị rung động đi, à, tức là làm cho mình lại nghĩ rằng tại sao mình không hướng về Đức Phật mà mình cứ nghĩ mình hướng về những cái người trước làm chi vậy, à. Nhưng mà thời kỳ của Đức Phật á, thì Ngài nói cái vị tỳ kheo đó hãy tránh qua một bên. Có nhiều vị chư thiên muốn đến tiếp kiến Như Lai trong những giây phút cuối cùng, à, cho nên người hãy tránh qua một bên. À, thì trường hợp này, à, Chí Kim nếu là một cái vị đại quá lực, à, thì Đức Phật cũng sẽ bảo là ồ, tránh qua một bên để Chí Kim để bái ta. Nhưng mà chúng ta còn phàm, sau khi học vi diệu pháp thì mới biết được cái vấn đề chấp thủ là một cái điều mà đau khổ. À, chúng ta hướng về Đức Phật chứ không phải hướng về những người kia. Cho nên sự trình bày của Sĩ Kim cũng làm sáng tỏ câu Phật ngôn này. Dù là quá khứ, dù là vị lai, nhưng cái hiện tại của chúng ta, cái dụng là như thế nào? Chúng ta có đắm trước vào đó hay không? Chúng ta có bị chìm vào trong đó hay không? Chúng ta có đắm say vào nó hay không? Đó là sự chấp thủ. À, sự chấp thủ. À, thì như vậy, à, ý kiến của Sĩ Kim cũng làm sáng tỏ của Phật môn này, à, rất là hoan hỷ. Mong rằng, à, ngày mai, ngày mốt hay là những cái ngày mà câu Phật ngôn 423, 422, 423 ha, là kết thúc, thì quý vị có thể thời gian nhiều hơn để quý vị, à, trong khi chúng ta học 423 câu thì có những câu Phật ngôn nào chúng ta tâm đắc, à, chúng ta thực hành theo có kết quả thì sẽ được, à, san sẻ chung cho đạo tràng. À, thì quý vị hoan hỷ ha, à, cố gắng, à, chuẩn bị đi, à, chúng tôi coi như là đột xuất ha, à, cái hay là cái mà bất ngờ. Chứ còn nếu mà nói quý vị chuẩn bị như Sĩ Kim thì, à, hãy chuẩn bị, chắc là Sĩ Kim sẽ nói luôn cả 2 tiếng một hồ luôn, chứ không phải là nửa tiếng học là 15 phút ha. Rồi, đột xuất thì có nhiều cái nó linh động, nó hay hơn. Thì mong quý vị hoan hỷ ha. Bây giờ cũng đã lố rồi, lố đến 6 phút rồi. Ai xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng ta làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tham thiền, xin qua lực vô biên, chư toàn giác độc giác và thinh văn thính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ, gồm Phật giáo Nam truyền, được an lành tịnh lạc. Ai xin mời Sư Không Nhật hoan hỷ kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay ha. Alo, Sư Hồng Nhật đâu rồi? À, chạy trốn rồi, mất tiêu rồi, xa thủ, xa thủ. Go vi do go yang vi chang na la pa ti tam vi do kang sang khit te na ban chu ba da na khan tha duk kha ka tap man cha pi ka we duk khan ariya sang chang cha ti vi duk kha cha ra vi duk kha maranang vi duk khang so kapari de wa du ka do mana su ba ya sa bi du kha am bi ye hi sam ba yo go bi du kho bi ye hi vi ba yo go bi du kho yang bi chang na la pa ti tam bi du khang sang khi te na ban chu ba da na khan tha du kha ca tâm mình cha biết kha về đúc khăn ariya sát chẳng cha ti bi đúc kha cha ra bi đúc kha mara nằng bi đúc khăn so kapari đề qua đúc ca đồ mana su ba ya sa
bi đu ca âm bi về hi sam ba yo go bi đu khổ bi về hi biết ba yo go bi đu khổ dằn biết chằng na la pa ti tằng bi đu khang sang khiết tề na bành chú ba đà na khan tha đúng kha ca tam mạnh cha viên ca huệ đúng khang ariya sang chàng cha ti bi đu ca cha ra bi đu ca ma ra nằng bi đu khang so ca ba ri đề qua đu ca đồ ma na su ba sa bi đu ca ấp bi về hi sam ba yo go bi đu khổ bi về hi viết ba yo go bi đu khổ nhân bi bi ta la pa ti tam bi đúc khang sang khi tề na bành chú bà